khán giả LCK bình chọn 10 tuyển thủ xuất sắc nhất lịch sử Liên minh. Chỉ còn ít ngày nữa, mùa giải 2022 sẽ chính thức khép lại. Đây có thể xem là một năm vô cùng đặc biệt với nhiều bất ngờ. Xuyên suốt từ giải mùa xuân cho tới khi thị trường chuyển nhượng kết thúc, người hâm mộ đã không ít lần sửng sốt, ngạc nhiên trước những gì mình được chứng kiến. Đáng chú ý nhất có lẽ chính là thành tích bất bại của Chiwon từ mùa xuân 2022 kéo dài đến tận vòng hỗn chiến MSI. Sau đấy là trước vô địch thế giới đầy cảm xúc của Dragonics. Có lẽ với cả hai đội tuyển và khán giả toàn thế giới, đây là những thành tích mà có lẽ không đội nào có thể tái lập. Chính vì vậy, trong một bình chọn mới đây của cộng đồng LCK, danh sách 10 tuyển thủ xuất sắc nhất lịch sử Liên minh đã được tổng hợp. Theo đó, 10 cái tên bao gồm: thứ nhất, Faker; thứ hai, Barrow; thứ ba, Def; thứ tư, Showmaker; thứ năm, Bengi; thứ sáu, Mata; thứ bảy, Canyon; thứ tám, Rookie; thứ chín, The Shy; thứ 10, Ruler. Ngoại trừ vị trí Faker không thể bàn cãi, nhưng cái tên còn lại đều để lại tranh luận. Không ai phủ nhận Barrow hay Def đều rất xuất sắc, nhưng theo một số nhận định, có Def, có Ruler mà lại không có Bang hay Uzi thì thực sự là thiếu sót. Chưa kể trong danh sách hoàn toàn không có bất kỳ tuyển thủ nào mang quốc tịch đại lục. Chỉ có The Shy và Rookie thi đấu lâu năm tại LPL, nhưng cả hai đều là người Hàn. Ngoài ra, danh sách trên còn thiếu vắng rất nhiều tuyển thủ kỳ cựu và xuất chúng khác như Scout, Donby hay Chovy, Bang, Wolf. Đặc biệt, Chovy cũng có những năm thi đấu vô cùng xuất sắc, là trụ cột của Hangola Esports cũng như Genji hiện nay. Nhưng thậm chí anh còn không có nổi xuất vào top 10.